chào ba giám khảo, quý vị khán giả. Con là Trần Đông Nghi, hôm nay con 5 tuổi. Hôm nay con trình diễn một bài sôi động. Sao cô Hương? Mê quá, thấy cặp giò nó lên cắn quá. Cái giò tròn lẳn như cái bánh tét. Tại vì cái chân con tốt quá, hai cái chân á, hai cái chân của bé rất là chắc chân, không có bị lỏng cộng liệu quyệu. Cho nên cô Hương phải suy nghĩ coi có nên cho con vô hay không. Và trước khi cho con vô á, con là cái thể loại mà cục cưng á, nghe không? Thể loại của ông Quốc Đại. Nó không biết là có cần thể loại này không, tôi cần nghe lời của anh Đại. Bé mới có 5 tuổi thôi thì về lớp của Quốc Đại cũng được, hoặc là về lớp của cô Huỳnh Mến cũng được luôn. Cũng được luôn đó. Về cái chuyên môn về mình nhảy nhót nhảy như thế rồi. Này là chú Đại là rất rất là hạn chế à. Nếu mà về lớp chú Đại thì chú Đại cũng phải cầu cứu cô Quỳnh Mến à. Rồi cô Mến thì cô sao Mến nếu như sao? Mà có học trò nhỏ như thế này vào thì lớp của cô thấy thì sao? Sao? Về lớp con Quỳnh Mến sướng. Sao mà sướng nè? Biết sao sướng? Trong lớp con... cô Quỳnh Mến có hai cái máy lạnh. Trời ơi, gì hai cái máy lạnh thôi mà sao hả? Con xin ban giám khảo cho con được chọn đi. Bây giờ cô Mến với là chú Đại cũng không biết làm sao nữa. Tại vì cưng lắm, nhìn thì biểu diễn rất là cưng. Nhưng mà nếu mà tiếp tục nữa thì cô Hương sợ là con làm không đủ sức với mấy bạn còn lại. Thôi hay là mình hẹn kỳ sau đi. Nhưng mà cô Mến thấy là cái chân của con á rất là tốt, giống như cô Việt Hương khen vậy đó. Và hồi nãy giờ cô Mến thấy là các cái kỹ thuật nhào lộn chỉ có mình con là thẳng đầu gối và duỗi mũi chân thôi. Nãy cô Mến rất là kết hai cái. Sao nãy giờ tôi hỏi thím trả lời là tôi đâu có biết là giờ đi về đâu. Con bé nó mới 5 tuổi nó hoang mang giữa chợ đời, thím không nói. Lấy cái phiếu lại á, giờ nó đầu gối thẳng. Thôi thì bây giờ cô đưa cho con cái phiếu để con vô. Vậy là chú Hương đồng ý cho con một phiếu. Cô Đăng Trang sao ạ? Thực ra hồi nãy con nhảy trai với sai nhịp hết trơn. Nhưng mà cái mông lắc lắc rồi xong rồi dẻo nữa. Mà bây giờ cô nghĩ nếu mà thử tài siêu nhí mà không có những nhân tố như thế này, kệ đi, đưa vào trong. Đúng tại rồi. Tại vì ra là con có tố chất. Bây giờ khán giả bên phải có đồng ý. Chụp cỡ cả bên trái có đồng ý không? Rồi vô đi. Cô Đăng Trang đồng ý, còn cô Thanh Hằng nữa. Thật sự đúng là thử tài siêu nhí. Thì thôi bây giờ á là cô cũng cho con một vé để bước vào đấy. Con đã cảm ơn cô Hằng. Rồi con chạy về với cô giáo của mình nha, cô Quỳnh Mến.